Dự án cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương, thành phố Huế có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, trong đó vốn giai đoạn 1 gần 1.900 tỷ đồng, thời gian thực hiện 4 năm. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm công trình xây dựng cầu vượt sông Hương dài 380 m, rộng 43 m cùng nhiều hạng mục quan trọng khác. Đây là dự án góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông chính trong khu vực, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho quốc lộ 1A và các tuyến đô thị đoạn qua trung tâm thành phố Huế, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch dịch vụ và cải thiện đời sống dân sinh. Sau gần 2 năm thi công, hạng mục cầu của dự án này đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Còn về trong mưa lũ thì nhà thầu đã bố trí các vị trí neo đầu pháo sát đán, mỗi cái pháo bố trí 2 điểm tối thiểu 2 cọc cột pháo vào những điểm neo ở trên bờ để đảm bảo công tác an toàn, để tránh cái trường hợp như năm lũ 2023 vừa rồi mực nước dâng cao thì nhà thầu đã bố trí, ông đã có định hướng sẽ đóng cọc cột pháo nó cao lên dưới ngắm để đảm bảo được cái an toàn cho sàn lán và các dự án cầu xung quanh. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối thành phố Huế với nhiều địa phương. Riêng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế được giao quản lý 17 dự án với tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm như đường ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, dự án đường vành đai 3 thành phố Huế. Hiện các đơn vị kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình. Đến nay, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải ngân được hơn 65% vốn trong năm 2024. Các cái công trình trọng điểm thì chúng tôi luôn luôn quan tâm, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, làm thế nào vừa là đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo được an toàn, đặc biệt nhất là khi mùa mưa lũ đã là gần kề rồi. Đấy, thì đến thời điểm này, đối với cái dự án cầu Nguyễn Hoàng thì chúng tôi cũng thực hiện là trên 80% khối lượng. Về cái vấn đề giải ngân thì chúng tôi cũng đã giải ngân trên 90% cái giá trị vốn được bố trí. Đối với cái cầu ven biển thì chúng tôi cũng đẩy nhanh cái tiến độ ở các mũi. Mặc dù là cái công tác vướng mắc giải phóng bằng của hai cái dự án này đều tồn tại và cũng được lãnh đạo các cấp cũng như là chính quyền địa phương vào cuộc để tháo gỡ. Tuy vậy thì ít nhiều nó cũng đã ảnh hưởng tới cái tiến độ triển khai, đặc biệt là trong mưa lũ mà cái cầu là nằm ngay cửa biển. Chúng tôi là hết sức ý thức và tranh thủ thời tiết để đẩy nhanh những cái hạng mục nào trong mùa nắng. Còn trong trường hợp mà mưa bão về thì chúng tôi phải đảm bảo được cái an toàn của con người cũng như là vật chất ở trên công trường này. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo chủ đầu tư đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, hoàn thành những hạng mục có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Đối với những dự án chống sói lở ven biển, càng phải khẩn trương đạt tiến độ tránh lũ bão.